Dịp lễ 20 tháng 10 này, Diac Chocola cho ra mắt nhiều sản phẩm độc đáo, đầy tính nghệ thuật như sô-cô-la in hình cô gái đa cảm xúc kèm theo những thông điệp yêu thương hay những viên sô-cô-la tươi được tạo hình thành bó hoa. Và nổi bật là các sản phẩm cao cấp sô-cô-la 2 tầng hay các đôi giày mỹ thuật 3D ngộ nghĩnh được kết hợp giữa sô-cô-la tươi và sô-cô-la nghệ thuật mang ý nghĩa ngọt ngào gửi đến người phụ nữ thân yêu của bạn. Bên cạnh chọn mua các sản phẩm có sẵn, khi đến với Diac, bạn còn được tư vấn in hình theo sở thích trên sô-cô-la và tùy chọn thiết kế bao bì riêng theo nhiều phong cách khác nhau. Quan trọng hơn cả, quý vị có thể yên tâm về chất lượng vì tất cả sản phẩm tại đây đều không sử dụng chất bảo quản. Hiện bạn có thể tìm mua sô-cô-la Diac tại địa chỉ 184 Trần Hưng Đạo, quận 1 hoặc qua địa chỉ diacsocola.com với giá từ 50.000 đồng đến 1.050.000 đồng một sản phẩm.